nhìn nhìn lời kêu xin kêu chém chui hào sang giặc lại hào chơi con bốc tao sang cái lại chứ bị nhấp thuốc xú trong thay nhìn khai hoàn trên màu bún xin kỳ hóc hào cao tao mùi ya hi thiêu cài nhị nhị con tu bộ yếm chiêu con ta con sát cao tao chiêu thùng cài nà á biểu con ta cho nhìn thì thiên ôi tôi chỉ có hàng người phụ trị tôi chỉ có nhà ôi phụ trị tôi chỉ nghỉ phụ trị tôi xã hội phụ trị ai cho nhìn chỉ nên hào nản ta thấy chú chả hào nhìn kiên cả nản ô còn như ý chèn đa số người đều là trung nam强爷, chắc chắn đều 以为啊赖子是传宗接代的，啊妹子呢嫁出去就像拍出一水小五仔呢，所以不过屋企的老人或者做爷爱或者亲戚朋友都识赖子，不过有的东西也是有过火的。你看当今社会有几多赖子变成不良少年，同三十几岁五有成才，冇钱食二平要冇成个家，夫妻长老冇宅情冇屋冇杀，双目之后下目之后，好色难做难死脱骨，跳一大片泱泱赚钱，所以讲世界变坏啦。今时今日，三只赖子有几多人超过能命半生事，三个妹子呢？啊，分分钟系你包命嘅跳戏佛哦！来下，咁我耻笑伊，关注点餐。Join.